bạn đến với bài tập thở 3 phần nằm. Bạn thân mến, tại sao lại gọi là thở 3 phần? Đức Phật từ đời xưa đã dùng hơi thở như một phương tiện để đạt được cùng lúc hai mục đích. Một là tạo nên sự nhận thức và kế đến là cho phép sự nhận thức ấy đi vào bên trong từng tế bào, nuôi dưỡng từng tế bào của cơ thể. Và việc thở bụng để đưa oxy tràn vào hai lá phổi là việc vô cùng quan trọng để giúp cho lá phổi của bạn đạt được tối đa sự giãn nở để chúng ta có thể tận dụng được tất cả những nguồn năng lượng oxy và dưỡng chất đưa vào bên trong cơ thể. Vậy khi luyện tập, chúng ta hãy chú ý giữ cho hơi thở thật chậm sâu để tận dụng được sự giãn nở của hai lá phổi để đưa khí vào tận cùng nơi thấp nhất của lá phổi. Khi hít vào, chúng ta hãy nhẹ nhàng để cảm nhận sự căng lên của bụng và thở ra thật chậm rãi, cảm nhận sự xẹp lại đẩy hết tất cả những trược khí ra khỏi cơ thể. Bạn sẽ thấy mình luyện tập dễ dàng hơn và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với bài tập luyện thở 3 phần nằm. Chúng ta cùng bắt đầu với bài tập thở 3 phần nằm. Để dễ dàng luyện tập trong bài tập thở này thì Nguyễn Hiếu muốn bạn hãy quên cái việc luyện thở đi và chúng ta sẽ tập trung vào cái vùng cơ bụng để cảm nhận cái sự cơ bụng của chúng ta nó thật mềm mại và cảm nhận cái sự chuyển động rõ rệt của phần cơ bụng và cơ hoành ở bên trong chúng ta. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Và bạn hãy nhớ quên cái hơi thở của mình đi, tập trung vào sự chuyển động của vùng cơ bụng cùng Nguyễn Hiếu. Xin mời bạn duỗi thẳng hai chân, thả lỏng hai chân và bạn hạ khuỷu tay xuống để nâng đỡ cơ thể của bạn. Hạ khuỷu tay để nâng đỡ cơ thể và thả lỏng cho vùng bụng, thả lỏng vùng bụng. Chúng ta sẽ dễ dàng để luyện tập bài tập này nếu như bạn thả lỏng và đừng gồng cúng gì cho cái vùng bụng của bạn. Chúng ta cùng bắt đầu. Đầu tiên, xin mời bạn đẩy bụng căng phồng lên. Chúng ta sẽ luyện tập cho tới khi nào bạn cảm thấy cái vùng cơ bụng của bạn chuyển động thật nhuần nhuyễn và thật là nhẹ nhàng uyển chuyển. Từ từ xẹp bụng lại, xẹp sát xuống, không chú ý gì đến nhịp thở. Chúng ta sẽ chưa cần kết hợp cùng với hơi thở, được chưa ạ? Đẩy bụng căng phồng lên, đẩy bụng căng phồng lên, từ từ xẹp bụng xuống, xẹp sát xuống. Chúng ta tập 10 lần như vậy. Bạn có thấy sự chuyển động dễ dàng và mềm mại hơn ở phần cơ bụng của bạn không ạ? Chúng ta cùng tiếp tục nhé. Từ từ bạn đẩy bụng căng phồng lên, sau đó xẹp bụng xuống, siết chặt bụng xuống, đẩy bụng căng phồng lên, căng tròn lên, từ từ lại siết chặt bụng lại, xẹp sát bụng xuống, giống như cái phần rốn của chúng ta được kéo sát dần về cột sống ấy ạ. Sau đó lại nâng bụng lên, xẹp bụng xuống, đẩy bụng phồng lên, đúng rồi, xẹp bụng lại, tiếp tục đẩy bụng phồng lên, xẹp bụng xuống, xẹp sát xuống. Chỉ với sự chuyển động như thế này thôi thì bạn thấy không những là giúp cho cơ bụng mềm mại, cơ hoành được giãn nở ra và đưa oxy vào trong đáy phổi nhiều hơn, mà còn làm tan chảy toàn bộ phần mỡ thừa nội tạng và mỡ thừa vùng bụng, làm cho phần cơ bụng của chúng ta vô cùng là săn chắc và thon gọn. Chúng ta tiếp tục nha. Đẩy bụng căng phồng lên, sau đó xẹp xuống, xẹp sát xuống, bụng phình lên, xẹp lại, tiếp tục phình bụng lên, xẹp bụng xuống, từ từ phình căng bụng lên, nhẹ nhàng xẹp sát bụng lại. Thêm một nhịp nữa, bụng căng phồng lên, sau đó xẹp xuống, xẹp sát xuống, từ từ nhẹ nhàng bạn thả mềm cơ thể xuống, thả mềm cơ thể xuống, thả lỏng tay, hai chân của bạn vẫn mở rộng sang hai bên. Hít vào, bạn vươn hai tay lên, vươn hai tay qua đầu để thả lỏng cho vùng vai. Thở ra, hạ xuống, đừng chú ý gì đến cơ bụng lúc này. Tiếp tục hít vào, vươn hai tay lên, vươn qua đầu, rồi thở ra, hạ tay xuống,
thêm một nhịp nữa. Hít vào. Bạn vươn hai tay lên, vươn căng lên. Tốt. Và thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng. Chúng ta bắt đầu với bài tập thở 3 phần chính thức. Lần này chúng ta sẽ kết hợp sự chuyển động của cơ bụng và kết hợp cùng với hơi thở của chúng ta. Xin mời bạn vòng hai ngón tay, ngón cái chạm nhau, ngón trỏ chạm nhau. Thế và để một khoảng trống, sau đó chúng ta đặt bàn tay ôm vòng quanh phần rốn của bạn, tăng sự hấp thụ năng lượng cho bạn. Gập cằm xuống, chúng ta sẽ thả lỏng đầu, cổ, ra gập cằm xuống, hai tay ôm vòng quanh rốn, mở rộng hai chân sang hai bên, thả lỏng hai vai, đảm bảo từng đốt sống được thả mềm trên sàn hoặc ngay trên giường của bạn. Thả lỏng khuôn mặt, nhắm mắt lại để cảm nhận rõ rệt hơn sự chuyển động của phần cơ hoành và sự di chuyển của dòng khí đang lan tỏa khắp cơ thể bạn. Hãy hít vào thật sâu, đẩy bụng căng phồng lên. Thở ra, từ từ xẹp bụng lại, siết chặt bụng xuống, siết sâu xuống. Hít vào, căng phồng bụng lên. Thở ra, xẹp bụng lại, xẹp sát xuống. Hít vào thật sâu, phình bụng lên. Thở ra, xẹp bụng lại. Hít vào, phình căng bụng lên. Thở ra, bạn chậm rãi xẹp sát bụng xuống. Tiếp tục, hít vào thật sâu, phình bụng. Bạn cứ tiếp tục như vậy trong khoảng từ 5 đến 10 phút. Thở ra, xẹp bụng lại, xẹp sát xuống. Cảm nhận sự giãn mềm của cơ bụng. Cảm nhận khí đang đi sâu vào trong cơ thể của bạn. Hít vào thật sâu, nâng cơ bụng. Thở ra, xẹp bụng lại, xẹp sát xuống. Hít vào, bụng phình lên. Thở ra, xẹp bụng xuống, xẹp sát xuống. Hít vào thật sâu, phình căng bụng. Thở ra, bạn xẹp bụng lại. Tiếp tục ạ, hít vào, phình bụng lên. Thở ra, xẹp bụng xuống, xẹp sát xuống. Hít vào thật sâu, phình căng bụng lên. Thở ra, xẹp bụng lại, xẹp sát xuống. Phình bụng lên. Thở ra, xẹp xuống, xẹp sâu xuống. Chúng ta hít thở như vậy thêm 2 phút nữa. Hít vào, bụng căng phồng lên. Thở ra, xẹp bụng lên. Hít vào thật sâu, phình bụng lên. Thở ra, xẹp bụng xuống, xẹp sát xuống. Hít vào, phình căng bụng lên. Thở ra, xẹp sát bụng. Hít vào, phồng bụng. Thở ra, xẹp sát xuống. Hít vào thật sâu, căng phồng bụng. Thở ra, xẹp bụng. Nhịp của
Cuối cùng, hít vào thật sâu và nín 30 giây, tập trung hơi thở vào vùng rốn để cảm nhận dòng chảy năng lượng đang di chuyển đều khắp cơ thể bạn, sưởi ấm các cơ quan nội tạng, cảm giác cơ thể đang ấm nóng dần lên và tràn đầy năng lượng. Bạn thở ra, từ từ thở hết, xẹp bụng xuống, siết sâu xuống. Sau đó, thả lỏng hai tay xuôi theo thân, thả lỏng hai tay, thả lỏng cơ thể của bạn, thả lỏng hơi thở. Chúng ta điều hòa hơi thở, hít vào, thở ra. Cảm nhận sự thư giãn đang tràn ngập cơ thể bạn. Cảm nhận cơ hoành đang thật mềm mại. Cảm nhận lá phổi của bạn đang giãn nở và sự chuyển động thật nhẹ nhàng, uyển chuyển. Hãy thả lỏng cơ thể, thả lỏng hơi thở, thả lỏng tâm trí và tận hưởng nguồn năng lượng đang tràn đầy trong cơ thể của bạn. Từ từ đưa tâm trí trở về với cơ thể của bạn. Hãy ghi nhận sự sảng khoái của cơ thể bạn lúc này và đưa sự sảng khoái đấy trở về trong cuộc sống của bạn. Nhẹ nhàng khép hai chân lại. Hít vào, bạn vươn hai tay lên. Từ từ nâng bật cơ thể ngồi dậy. Bạn cảm thấy thế nào? Rất là dễ dàng để bạn luyện tập bài tập này đúng không ạ? Trong một vài buổi đầu thì cái sự chuyển động của cơ bụng sẽ hơi hạn chế một chút. Do đó bạn cũng đừng nên quá lo lắng. Điều tuyệt vời sẽ diễn ra khi chúng ta có cái sự luyện tập đều đặn bền bỉ. Và những bài tập thở này sẽ giúp bạn dễ dàng đạt được cái trạng thái thư giãn và bổ sung nguồn năng lượng thiết yếu cho cơ thể. Đặc biệt là nếu như chúng ta đang trong cái trạng thái căng thẳng hoặc là bị mất ngủ thì bài tập này sẽ tập luyện tập vào lúc trước khi đi ngủ, thì bạn sẽ thấy bạn chìm vào giấc ngủ rất là dễ dàng, giấc ngủ ngon và sâu hơn. Nguyễn Hiếu mong rằng bạn sẽ luyện tập đều đặn thường xuyên cùng Nguyễn Hiếu, và những cái trạng thái cơ thể của bạn, những cái bài tập thở và sự chuyển động cơ hoành của bạn nó sẽ diễn ra hết sức tự nhiên và nhẹ nhàng. Xin chào, hẹn gặp lại bạn vào những bài tập tiếp theo của Nguyễn Hiếu. Om Namaskaya.